người khán giả xem chương trình Cơ hội đổi đời. Đời nó vô thường lắm các bạn, cho nên là hãy thương nhau nhiều hơn, hãy đối xử tốt với nhau nhiều hơn, đừng có nói những cái câu là tổn thương nhau, kể cả bạn bè xung quanh các bạn cũng vậy. Có nhiều người thì miễn sao có những cái câu nói xúc phạm đến anh Tài nhiều quá, nhắn những tin nhắn xúc phạm quá, miễn sao. Không biết tại sao các bạn lại nói được ra những cái câu đó. Thí dụ anh Tài chưa mất á, dù một cái chuyện mà anh Tài đang còn ở đây á, ở trên còn sống á, thì nói xúc phạm người đó nói gì anh Tài vừa nằm xuống đúng không? Cái xác cũng còn ở đó thế mà các bạn lại xúc phạm, cái nói là tự xứng ca như loại như mày chết đi rồi, trời mình thấy mình đau quá các bạn. Anh chị Tài thì không phải là một mình Long có kỷ niệm đâu, anh có rất là nhiều kỷ niệm với các anh em nghệ sĩ. Vì ảnh là một người rất là dễ thương, rất là một cái người rất là thẳng tính, dễ thương, gần gũi, hoạt bát, gọi là nói chung là những cái gì mà nó dân dã, bình dị, gọi là tâm lý thì nó nằm trong con người anh Tài hết trơn. Anh không phải là một người ngồi hồng, anh không phải sinh ra để trở thành ngôi sao. Anh không phải là một người mà đi đâu ai cũng nói anh là ngôi sao. Tại vì sao? Tại vì anh gần gũi với mọi người quá. Còn Long đối với anh Tài thì khi mà nghe được ảnh bị gì thì ông bà ngoại cũng tưởng anh nó đùa, nó giỡn. Long còn nói với cái người mà nói rằng là thôi đừng nói giỡn bậy bạ, không có đem sinh mạng người ta ra đùa được. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì đó là sự thật. Khi mình ngồi chung với ảnh rồi mới thấy ồ anh Tài dễ thương quá trời. Ảnh là một nghệ sĩ hơn, đúng là dễ thương. Long cũng vậy, Long cũng muốn rằng là khi mà được tiếp xúc với bất cứ một nghệ sĩ nào cũng sẽ được gặp và như cái tấm tình giống như chị ta. Và có nhiều sau khi ảnh mất rồi đó thì có nhiều cái sự việc xảy ra rất là nhiều ở trên cộng đồng mạng. Long chỉ mong rằng, Long biết rằng khi anh Tài mất đi, anh không bao giờ anh muốn như vậy. Đối với Long, anh là một người rất là nhã nhặn và chan vào tình cảm. Anh không muốn làm buồn ai. Như vào chương trình đó, ảnh ai chọc ảnh cũng cười. Ảnh chọc lại người ta thì người ta cũng vui vẻ. Vì sao? Vì người ta biết đó là những cái mà anh Tài có được. Đó là những cái đùa cợt rất là tế nhị và rất là tỏ ra tình anh em, chứ không có lợi dụng tôi là lớn tuổi, tôi là ngôi sao, tôi nói anh này thì nó không có. Anh dễ rất là, khi mà anh gặp vợ gỡ và anh gọi là giao tiếp xúc với chị Tài, anh thấy chị Tài sáng giống anh quá trời. Anh giống anh cái là như vậy đó, nó rất là đơn giản và nó rất là hòa nhịp với cuộc sống. Anh sống ở đâu cũng được, Long cũng vậy, Long sống ở đâu cũng được. Ở Mỹ Long sống cũng được, ở Việt Nam Long sống cũng được. Long đi tới một cái nhà gia đình đó, nghèo, giàu hay bất cứ một Long thì Long cũng đều hòa nhập. Thì anh chỉ Tài cũng vậy. Anh có một cái mà làm cho người ta cảm nhận được một cái điều rằng anh rất là gần gũi khi tiếp xúc với anh. Còn chưa tiếp xúc với anh thì sẽ nghĩ anh là một sao, chắc khó gần. Nhưng khi tiếp xúc với anh rồi thì cái suy nghĩ một ngôi sao trong đầu của người ta sẽ tan biến ngay, và người ta sẽ nhìn ảnh với một cái cặp mắt khác, đó là một cái sự thâm tình, một cái con người rất là gần gũi và không có cái sự gọi là chảnh chẻ. Đó cái điều mà các em nghệ sĩ và luôn các khán giả đều nói về con người anh Tài. Thông tin chú chị thì nói là tất cả bạn đại đồ sư cũng như mọi người rất bất ngờ. Tuy nhiên thì với các cái hình ảnh cũng như là những cái vai diễn những các cái thôi 10 triệu 500 triệu 4.490 cái gia tài nghệ thuật rất là đáng tiếc là vì đã chưa có cơ hội được làm việc với chúng.